Alo. Ôi, alo, nghe em nghe đây. Nghe nghe chưa bạn ơi, nghe rõ chưa? Nghe rõ chưa bạn ơi? Nghe rõ rồi anh. Rồi, rồi, ok. Xin chào các bạn. Bắt đầu nha. Được gặp lại với chương trình. Ok. Rồi, rồi, bạn tắt cái video đi cho nó đỡ ồn à. Rồi rồi. Rồi ok, bạn mở mở webcam lên đi. Mở webcam lên. Rồi ok, xoay ngang màn hình nha, xoay ngang màn hình, xoay ngang màn hình. Xoay ngang rồi anh. Chưa mở chế độ xoay theo á. Được chưa anh? Nó chưa xoay, nó chưa xoay. Mở cái chế độ xoay. Để em xem coi. Rồi ok được rồi đó. Rồi giờ chép hết dữ liệu chưa? Rồi chép hết rồi anh ơi. Rồi ok, bây giờ là coi như là dữ liệu coi như là không không còn nữa nha, coi như là ổ cứng là sạch trơn rồi đó nha. Rồi rồi ok anh. Rồi ok, xoay điện thoại lại, xoay điện thoại lại. Ủa sao xoay kỳ vậy? Khoan, để em coi nghiên cứu nó bị sao đây rồi. Giống như là chưa mở. Rồi đó, được rồi đó. Đấy. Rồi rồi ok, vậy được rồi đó. Bây giờ như này. Chép xong hết rồi đúng không? Xem hết rồi anh, ok hết rồi. Rồi ok, bây giờ tắt cái này ra đi, tắt này ra. Tắt nào anh, tắt nào? Tắt cửa sổ đi, tắt cái cửa sổ notepad này đi. Ủa sao em không thấy cái video em quay ta kỳ vậy? Không thấy hả? Để em xem coi nó nằm đâu rồi ta. Ủa cái video em quay cho nó không hiện lên điện thoại trời. Nó màn hình đang bị đen thui hả? Không, em không thấy cái video em quay vô đây chứ. Lạ vậy, hay tắt đi coi lại đi. Để em xem coi, ủa đâu có tiêu rồi. Rồi. Của mình thấy hình của bạn rồi đó, nhưng mà bạn không thấy gì hả? Rồi, ok rồi, em thấy hình của em nhỏ nhỏ bên góc mới được chứ. Được rồi đó. Rồi ok, rồi giờ tắt cái cửa sổ notepad này đi. Tắt cái này đi anh, tắt cái này đi hả? Đúng rồi, anh vô ít đỏ cho tắt đi. Rồi tắt ra luôn. Rồi bây giờ rồi bây giờ như này nha. Use device. Rồi vô lại cái phần mà troubleshoot đi, troubleshoot cái phần mà có cái clay đó. Rồi vô cái số 2, cái phần thứ hai, cái dưới, rồi. Rồi vô chữ C, rồi, vô chữ C. Rồi. Rồi bây giờ bạn gõ cho mình ổ D đây, chữ D 2 chấm, chữ D 2 chấm. D 2 chấm anh. Đúng rồi, chữ D 2 chấm. Hai chấm á, dấu hai chấm á, cái dấu hai chấm á. Ủa à, dấu hai chấm anh? Ừ. Để em xem nó nằm đâu rồi, dấu hai chấm đây. Nó gần chữ L rồi. Đó, rồi enter. Rồi. Enter đi. Enter. Rồi nó xuống thành chữ D chưa? Xuống rồi anh, xuống rồi. Rồi bây giờ bạn gõ cho mình chữ CD, CD là chữ cờ, chữ giờ á, CD. CD, rồi. Rồi, khoảng cách ra. Khoảng cách, rồi. Rồi S O U. S hay S anh? Đúng rồi, chữ S đó, gần chữ A đó. S O U. S O U. Rồi xong anh. R rồi. R R C E E S S. Rồi enter. Enter. Sai. Enter rồi anh. Rồi nó không ra rồi. Từ từ, bây giờ bạn bấm cái nút mà mũi tên đi lên đi, bấm nút mũi tên đi lên. Mũi tên đi lên, rồi. À, rồi bạn xóa chữ S đi. Xóa chữ S hả anh? Rồi, xóa chữ S đi. Rồi. Rồi enter rồi. Coi, enter coi. Rồi. Ồ, nó không chịu ta.
Thôi bạn gõ lại cho mình cái chữ notepad coi, gõ lại cho mình chữ notepad. B B E R đúng không anh? Đúng rồi, notepad á. Not B E R đúng không? Từ chữ nốt và Đó. B E R đúng không? B phở đúng không? Chữ N-O-T-E P-A-G. B gì anh? B hả? Chữ P B A. A giờ Đúng rồi, enter đi. okay. Rồi cần chân O đi, cần chân O đi. Cần chân O rồi. Rồi mở cái disk PC ra, cái disk PC cái biểu tượng cái máy tính đó, mở ra. PC rồi. Rồi mở cái ổ D ra coi thử coi. Ở đây đây. Rồi Đấy. mở coi coi sát sát cho mình coi tí, quay sát sát cho mình coi coi nè. Ổ D. Em chép hết rồi em chưa có. Rồi rồi ok từ từ nha. Bây giờ như này, bạn 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 mở cái biểu tượng máy tính đó lại đây, mở biểu tượng máy tính đó lại. Rồi bạn mở cái ổ USB ra mình coi, mở ổ USB ra coi. Rồi quay gần gần cho mình coi nè. Quay gần gần cho mình coi tí, nó hơi mờ nha. Giữ giữ im để mình coi cái nó hơi mờ nha. Nó hơi mờ chờ xíu nha. Rồi bạn thoát ra đi, ấn nút thoát ra hết đi. Thoát ra tới, rồi để yên đó nha. Rồi bây giờ bạn gõ cho mình chữ E đi, E 2 chấm, Enter. E2 chấm enter đúng không anh? Đúng rồi, E 2 chấm Enter. Rồi. Rồi nó ra ổ E chưa? Đâu E rồi anh? Rồi bây giờ bạn gõ cho mình chữ CD. CD rồi. Khoảng trắng ra. Khoảng trắng rồi. S O U R. SOUR. Rồi C E S. CES anh? Đúng rồi, C E S. CES anh? S hả? Chữ S đó, chữ S gần chữ A đó. Rồi rồi ok rồi xong rồi. Rồi enter coi. Enter. Rồi bạn gõ cho mình chữ setup. Setup. Rồi. Rồi enter. Rồi Hỏi. chờ xíu. Trời mấy chữ này mình nhớ hơi khó anh nhờ. Ừ, rồi bấm next đi. Bấm nét lên, nét hả? Ừ, bấm next đi. Nét. Rồi. Rồi bấm cái dòng nhỏ nhỏ cho nó qua đi. Rồi. Rồi chọn bản rồ nha. Bản rồ không? Bên trên cùng đúng không? Rồi bản Bản rồ. rồ. Rồi, next đi. Rồi, ấm nét đúng không À, next đi. anh? Nét. Rồi. Đang chạy phải. Ừ. Đang chạy. Đó. Rồi, accept đi. Bấm đây, đây anh. Đúng rồi, bấm vô. Chết rồi, bấm nét. Rồi. Rồi bấm cái dòng thứ hai nha. Rồi. Rồi, bây giờ là ổ cứng của mình coi như là không có gì hết cho nên mình không sợ gì hết đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, bây giờ chọn cái ổ mà cài win đi, cái ổ cài win đó. Ở số 3 đúng không anh? À, đúng rồi, nó đó. Đúng, số 3.7 đây rồi, Rồi chọn thử rồi. rồi format thử coi xem chịu không? Phục mát. Ok. Ok. Chịu không? Rồi chịu rồi đó anh. Rồi bấm Chịu next chịu đi. chịu rồi. Rồi bấm next đi. Bấm nét. Rồi để cho nó cài. Đó rồi giờ ngồi chờ thôi, ngồi chờ cho nó cài thôi. Ok rồi sống anh. Ừ. Rồi giờ ngồi chờ cài thôi. Rồi. Khi nào mà anh làm cái video mà cài cứ ít 7 ít 5 anh kia là anh làm anh cho em xem với. Rồi ok, để lát nó nếu mà xong sớm mình cài luôn cho. Cái câu reo á, tại vì em biết cài sơ sơ chứ còn mà kiếm, biết cài sơ sơ chưa cài được mới được, nhưng mà kiếm cái bộ cài ngon á em kiếm không được, Rồi em chọn ok. cái bộ nào là ngon hết rồi. Nói chung là như này nè, cái bộ cài á là giống như nhau hết nha. Cái Ủa bộ nhau hết cài anh giống như nhau hết, quan trọng là cái key bản quyền thôi. Đó, à, bạn bạn hiểu ý mình nói chưa? em hiểu rồi, Quan trọng là nhưng cái mà key chay bản quyền không thôi. cần quyền đúng không anh? Đúng rồi, còn cái bộ cài là như nhau hết, hoàn toàn như nhau.
giống như cái Windows này cũng vậy thôi, cái Windows này cũng như vậy thôi, bạn lấy À, ở đâu nó như nhau hết. có cái cây ngon đúng không anh? Đúng rồi, cái kia ngon là ok. À, đó mới khó đó chứ, em cũng tìm nhiều bản, em đau về đầy máy không có cái nào ngon là cài được dài bữa À. đó rồi. Thợ nó cài cho em luôn á, thợ hồi tiệm nó cài cũng lỗi đắng À. lắm Tại rồi vì nó cài. cái Corel thì lâu quá mình không cài, mình còn một cái bản X4 là lâu lắm rồi đó. Lâu lắm không cài luôn. Ít cài X4 là chết em luôn á, em cài Ừ. X5 hoặc là chơi X5 luôn, tại những cái farm lưu tổ X5 không à. Ok, nhưng mà bạn bạn có cái bộ cài X5 ngon thì đúng không? Hình như em có trong máy em thì phải, trong máy em có X5 X7 luôn. Ờ vậy lát cài luôn, lát lấy cài luôn. Dạ, trong nhưng mà em chép qua mấy bàn hết rồi. Đâu sao đâu, từ nãy giờ mình làm á, để em coi nếu mà bây giờ mà làm nha, bây giờ làm mà nó mà ngon lành á là coi như là cái dữ liệu của bạn còn y nguyên luôn á. Ok với anh. Ừ. Thì À, được bớt chưa? cứ để im đi, cứ để im đi để xem nó có ngon lành không, nếu mà ngon lành là dữ liệu của bạn còn y nguyên luôn. Không phải lo lắng gì hết. Có khi nào luôn mất không anh, có khi nào cài vô này nó mất không? Mất cái gì? Mất dữ liệu anh. À, có chứ, cho nên là mình mới phải nói bạn là chép ra để cho nó an toàn đó, cái đó là an toàn đó. Phòng hờ chứ đúng anh nhỉ, phòng hờ. Ừ, phòng bận hơn chứ bận chứ không thôi lúc mất hết dữ liệu của bạn là bạn chửi cha mình lên sao. Em cũng nghe nghe nhiều người nói phân ổ đĩa mà không khéo đâu, mất mất hết dữ liệu. Ừ. cho Em nên nghe nói vậy á. cho nên có nhiều bạn á, có nhiều bạn inbox cho mình á, bạn mấy bạn nói là em đi cài máy em sợ lắm, cài máy xong là về là bao nhiêu dữ liệu mất hết. Ui, ghê vậy anh. Thì mình nói là trước khi mà bạn mà cài thì bạn phải nói là người ta lấy lại cái dữ liệu cho bạn, đúng không? À. Cho dù nó không vào Windows được cũng vẫn lấy dữ liệu ra được. Đó, phải nói người ta là lấy hết dữ liệu ra cho mình trước rồi mới cài. Chứ còn À. nếu mà mình không nói gì thì người ta cứ thế người ta ủi thôi. À, giống như anh chị em hôm qua đó, không vào Windows được vẫn lấy dữ liệu được đó. Ừ, đúng rồi, mình phải lấy dữ liệu ra chứ, phải tìm đủ cách lấy ra chứ. Ui, cái đó khó anh, cái đó ít người biết à. Thì cái đó là tại vì bạn làm cho nên là dùng cái đó, chứ còn nếu mà ví dụ mình mà đang ngồi ở chỗ bạn mình làm là mình sẽ dùng cái khác mình làm nó nhanh hơn nhiều, nhanh hơn rất là nhiều luôn á. Ủa, à dùng ổ cứng rời không anh, chép qua luôn hả? Ừ, dùng một cứng rời hoặc là mình dùng những phần mềm khác mình làm nó tiện hơn, làm rất là nhanh. Còn tại vì bây giờ Chép lâu là lắm, lâu ừ, bây em giờ chép cả bạn cả ngày, không 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 có cái gì để làm hết. Cho nên em chép từ là 9, em chép từ 9 giờ sáng á cho tới 5 giờ chiều mới xong á. nói chung là như này này, nếu như mà bạn không rành á thì trước khi mà bạn cài lại Windows, bạn nhớ bạn chép hết dữ liệu ra nha. Là sao anh? Ví dụ như lần sau mà máy bạn mà bị hư á, mà bạn mà muốn cài lại á, mà bạn bạn nhắm là bạn không có rành á, thì bạn cứ chép hết dữ liệu ra. À dạ. Cái đó để an toàn cho bạn thôi chứ không có cho ai hết á. À. Ừ, còn bạn mà liều thì lúc mất hết thì bạn ráng chịu. Nhưng mà trước khi em cài là em phải nhớ cái ổ Windows em là còn bao nhiêu GB đúng không anh? Là mình nhớ cái số đó đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. À cái đó là trước khi em cài là em phải vô em coi coi em mở computer PC lên em coi coi ba ổ, coi cái ổ mà cài Win mình là bao nhiêu, mình ghi ra giấy trước đó. Đúng rồi, đó chắc anh là như vậy. Thì À. yên tâm đi, cái này mình có quay lại rồi, mình sẽ đăng lên trên cái kênh của mình rồi bạn thích thì bạn download rồi bạn để dành trong máy á, khi nào cần thì mở ra coi thôi. À. Thì cái lúc mà cái máy nó không hư á, chịu khó mỗi ngày mở ra giật giật lại xíu đi rồi mốt nó máy nó hư là mình có thể bụp thôi. Cứ cứ lâu 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 2 3 ngày để lấy cài nhờ em thì ra ra lấy Ừ. lấy em cài, nếu biết cài để lấy em cài cho nhớ, chứ cái này mà ít Đúng. ít xài là quên á. Đúng rồi, cứ cài cài vài lần cho nó quen, tuần cài lần hai lần cho nó quen. Thường 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 là những cái mà như là cạc âm thanh, những cái mà nó kèm nó gọi là cạc âm thanh âm bo lên, là những cái đó là khi mình cài Win là những hết đi vơ luôn hả? Nó cũng tùy nhé bạn nhé. Rồi bạn chọn cái Win 10 dùng cho mình đi. Win 10 ừ. Em chưa chọn nó vô luôn rồi. À, thôi kệ nó không sao đâu. Tại vì nó đang nhớ cái Win cũ mà, kệ nó không sao đâu. Em cứ tưởng nó là gì, là on bar là cài Win là tự động nó nhận diver luôn, chứ những cái khi nào mà cài Intel nó mới là nó mới không nhận diver thôi. Nó tùy nha, cái đó nó gọi là driver nha, nó gọi là driver. Thì cái này nó tùy, ví dụ như có máy á, cái driver của nó mà dễ, nó thông dụng, mình gọi là thông dụng. Thì À thì nhận. nó tự nhận, còn những cái mà nó khó quá, nó dạng như nó đặc biệt quá thì nó sẽ không nhận được.
ví dụ như mà mình cài một một cái bộ win trên trên máy tính là là cài xong rồi là cần cài thêm những cái river gì nữa anh. Đúng rồi, là nó thiếu cái nào mình cài đó, nó À thiếu là cái mình nào xong rồi cả. mình coi Malaga đúng không, là coi cái nào thiếu mình cài hả? Đúng rồi, nhưng mà quan trọng nhất á là cái card màn hình nha, quan trọng nhất là card màn hình. À tại mà tại mấy mấy cây em có cặp màn hình mà mấy bàn á có. Ừ, quan trọng nhất là card màn hình, bởi vì card màn hình nó quyết định nhiều cái lắm. Tại em xài đồ họa thì em chỉ cặp màn hình thôi, xài đồ Ừ, họa mà. nó cài coi như là gần xong rồi đó, gần xong cái window rồi đó. À là cặp USB của em tạo anh. Ờ đó, USB Ồ, em tạo cái USB là khá đó. Em mới tưởng là không được không á chứ. anh đó. Ờ đó, lợi hại chưa? Em chọn lộn vòng thôi. Ờ đúng rồi. Sổ sổ xuống 3 vòng em chọn vòng vòng trên đó. Ừ, đó mà ok rồi. Vậy là sau này em có lấy USB để em cài cho laptop, còn còn mấy bàn em mà vẫn cài được luôn anh. Cài cái nào cũng được hết, bạn mang máy nào bạn cài cũng được hết. Là em chọn cái chuẩn đó là đúng rồi đó. Đúng rồi, đúng rồi. Ủa nó cài lâu ghê ha. Đúng rồi, cái khúc chỗ này nó hơi lâu nhưng mà nó xong cái này là nó sắp vô rồi, tới chỗ này là gần vô rồi. Em cũng có coi sáng ngồi coi mấy cái video của anh là coi cách cài diver, là diver này còn thiếu cái tìm lên trang chủ tìm lum la mà cái đó nó nhiều quá Đúng nhớ chứ cũng rồi. khó à. Nói chung là mấy cái đó đó là nó là một cái câu chuyện rất là dài, chứ nó không phải là nó đơn giản như vậy đâu. Hồi nãy em mới coi ba cái bộ video của anh, ba cái bộ video mà ráp lên linh kiện thành thành một cái tuần hoàn chỉnh đó. À Coi hết luôn rồi, chắc cái đó chắc có thể em ráp được 90% rồi đó. à, Chỉ đó còn ngằng lằng ngoằng mấy cái dây điện thì sẽ sợ nó lộn thôi, chứ còn mà nếu mà ráp vô là em ráp hết nguyên con được rồi. à nó dễ mà, Thôi bây giờ là em ráp được rồi đó. tại vì cái máy của mình nó hơi cổ, cái máy mình mua hơn chục năm rồi, nó hơi cổ cho nên là cái đồ này nó dễ ráp lắm. Còn mấy cái máy đời mới bây giờ thì nó nói chung là nó hơi khác một tí, nhưng mà nói chung là nó cũng na ná nhau à, chứ nó cũng không có khác nhiều đâu. Ok anh. Chờ xíu đi, sắp vô À, cái rồi. men của em mấy bàn này em cũng mua chắc được 4 năm rồi đó, 4 5 năm rồi. À, để lát nếu Men nó này là mà men lát nếu nó mà vô được trong men cái window á, lát nếu nó mà vô được trong cái window á thì bạn cài cái phần mềm Ultra Viewer vô, rồi mình sẽ remote vô mình làm, mà mình nói từng bước cho bạn nhớ luôn nha. Ultra đi vô là phần mềm gì anh? Ultra Viewer. À, cho view hả anh? Đúng rồi, Ultra Viewer chứ À, phần phần mềm mà mềm kiểm mà máy tính từ remote. xa. Ừ, đúng rồi. À, ủa? Nhưng mà phải có mạng nữa chứ anh. Thì để coi coi xem nó cài vô xong nó có nhận được cạc mạng không. À, Thường đầu tiên mình cài là mình mới cài cái internet đấy đúng không anh nhỉ? đúng rồi. Cho một cái internet mình mới làm được việc khác được. Đúng rồi, tại vì đa số giờ mình làm trên mạng không cho nên là phải có cạc mạng trước. À xong rồi mới cài mấy cái cạc mấy cái cạc màn hình đúng không Đúng rồi. anh? Tại em thấy nha, khi mà mình cài xong cái máy là bắt đầu mình phải lên mạng mình đau mình kiếm cái này cái kia, có thể kiếm river mà nếu mà lên mạng ra để kiếm river thì không có cạc, không có mạng xuyên lên được, À. là chắc phải cài trước thì em đoán là vậy. À. Là nhìn em mưa suốt ngày luôn, mưa từ trưa tới giờ đi. Vậy hả? À bên Nhờ này mưa bên bên này cũng mưa, bên mình cũng mưa. mưa em nghiên cứu công nghệ thông tin rồi lên mạng coi nè coi cái kia À. cái kinh nghiệm thì coi. Ngày Không xưa làm. em học lén em học không chứ đâu, em học trên YouTube không À thì không làm được mà cái này mình làm cái khác đúng không? em biết làm cái là em lên đây em coi mấy YouTube em mò mò điếc giờ giỏi luôn. Nói chung À. giỏi không dám nói giỏi nhưng mà nói chung là đụng vô biết làm. À. À, coi nhờ nhờ coi mấy video cũng cũng có lý lắm anh, cũng có ít á. Đúng rồi, người ta làm thì phải có ít chứ, làm bậy bạ lại À, chửi bởi nói là ông thầy Google là ông trùm ta mà. sao? Mình làm đây còn chả dám làm láo mà còn bị chửi, nói chi làm láo không bị chửi. Mà cái gì không biết lên Google tra cũng hết á nhờ, hay ha. Đúng rồi. Google quá trời như này luôn. Anh bước này là gần xong rồi. Mới mới đầu khi mà nó vào win cái là mấy cái biểu tượng icon nó to lắm anh hay Đúng sao? rồi, nó chưa nhận cạc màn hình đấy. À
tại có nhiều cái máy như có mấy cái video anh cài đó, cái nhiều anh cài cái máy như sao biểu tượng to dữ trời. Nó to lắm, tại nó chưa nhận cảm màn hình nó to lắm, không có chỉnh được. À, cái sau này em biết à, nó cầu hình chưa có chứ, À. thật là thật sai vơ, cho nên cái biểu tượng nó xấu ghê vậy. Đúng rồi. Ừ. Mới là chữ nó nhòe lắm, chữ nó không có nét được, chữ nó không có gọn cái nét, nó bè bè cái nét ghê lắm, nó thô Đúng rồi. Đấy, á. gần xong Đó. nè, đó. Tới đây là vài phát nữa là xong ngay. Cái này cũng nhanh mà anh nha. Ừ, thì nếu mà nó mà suôn sẻ thì ok, còn nếu mà nó mà vật giống như hôm qua thì chua lắm. À vậy mà ngày xưa em đâu biết đâu, em mang ra tiệm tiệm bảo cài ngày mới xong lận. Mấy tiệm nó phán á, cài ngày mới xong lận. Cả ngày nó mới xong là do là tại vì nó nhiều việc quá, hiểu không? Quá nó không cài á, chứ không phải là ngày mới xong. Đúng rồi, nó nhiều việc quá nên nó chưa có thời gian nó làm. Không, nhưng mà thì cũng thì thì cũng ngày xưa có. em đâu biết đâu, em tưởng là cài này khỏi lâu dữ vậy ta, em đâu biết lâu lận, nó kêu có người kêu cài chắc phải nửa ngày thôi, có nhiều người kêu cài một ngày lận gì ghê vậy ta. Em Nó tưởng là cũng cái này khó lắm. có nhiều trường hợp, nó có nhiều trường hợp mà nó cài không được á. Bạn biết không? Nhiều khi cả tuần luôn rồi không được luôn, đừng có nói. Ôi dữ vậy anh, Ừ. khó là Bạn chắc máy nặng phần cứng luôn nha, chất liệu phần cứng luôn á. không phải, nhiều khi do là nó không có tương thích á, mình cài nó không cài được. Nó phải có chiêu, nó phải có chiêu, hiểu không? Thay vì giống như cài cho bạn đây á là cài bình thường. Cài một cách rất là bình thường. Còn có nhiều cái máy á, nó dạng như nó không có tương thích, mình cài mình phải làm cái này làm cái kia nữa, nói chung là dùng chiêu lừa nó, dụ dỗ nó, thấy không? Lấy nhan sắc ra dụ dỗ nó đủ thứ các kiểu đà điểu hết nó mới chịu. Đó như 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 đã anh cài bấm bút xuôi chữ hết nó mới ra chứ đâu có đơn Đó, giản, đã không biết sao bấm chữ được. tới đây gần xong rồi. À, nó nói gì anh ơi, nói gì á? Kệ nó đi, cứ cho nó chán đấy là nó hiện lên mình mới làm tiếp được. Cái này là cái mình hay gọi là Cotala À anh bảo là bấm lại không cô la phải không? đó, Cotala đó. À, nói đúng chuẩn tiếng Anh luôn á, chip đi chứ. Nó là trợ lý ảo của Windows mà. À nó đó anh, con này hả? Đúng rồi. Nó là một cái phần mềm, nó giống như là robot ở trên Windows á. Rồi À bấm bấm next đi bạn ơi, bấm Z á, bấm Z đi. yes anh, Z đi. Rồi Z luôn. Rồi skip đi, skip ạ. Rồi, skip đi, skip đi, đừng 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 có kết nối mạng nha, skip đi. Skip đi. ship đi đâu 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 ở Skip đây đó. đây hả? Ừ, Đây đúng rồi. rồi. Rồi cho nó cái tên đi, bạn đặt tên bạn cũng được. Rồi anh. Rồi ấn next đi. Rồi. Rồi cho nó cái password vô. Bắt buộc cho đại anh. Bạn đánh cho mình chữ Q, chữ A, chữ Z đi. Q A Z đúng không? Q A Ừ. Z. Rồi. Đúng rồi. Rồi next đi. Next. Rồi gõ lại lần nữa QAZ luôn. Q A Z. Rồi, next. Cho Rồi. dễ nhớ mà lát mình bỏ đi. Rồi đánh À. 1 2 3, 1 2 3 đi. Mọi này gì? 1 2 3 anh, 1 2 3 hả? 1 2 3 đi. 1 2 3 rồi. Ủa ứng rồi xong được ta? 1 2 Bấm 3. bấm phím num lock lên, bấm phím num lock lên. Nằm lóc ở đâu anh nhờ? Ấy ở trên đó. Ấy, ở ngay trên chỗ số 7 đó, trên phím số 7 ấy. Trên Trên phím số 7. Ở bên kia bên số. à rồi 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 1 2 3. Next đi. Nè. Cái Windows 10 á là khi mình cài á là lúc nào nó bắt mình cho password hết á thì mình cứ cho đi, lát nó mình không thích thì mình bỏ đi. Ủa của Rồi. 10 là mình là nó bắt nhanh. Win 10 là lúc nào nó bắt mình cho password vô. Rồi bạn chọn accept cho mình đi, accept đi. Rồi gần vô rồi, nó nói chờ tí sắp vô rồi. Đó, Đã, nó hai sắp kìa, nó hai kìa. hai đó, hai sắp vô, khi nào nó let's start là vô. Còn vài dòng nó vô rồi.
Thường thường thì laptop là cài xong là đa số driver nó nhận gần đủ hết. Ui hay vậy anh, chỉ có mấy bàn là Ừ. thiếu gì thôi hả? Đúng rồi, tại mấy bàn là đa số là linh kiện là mình ráp nó không có đồng bộ, hiểu không? À Còn laptop là người ta ráp là người ta ráp đồng bộ hết. em nghe nói có mấy người mà về dương IT anh, họ kêu Ừ. đi mua đi mua máy tính cây á là nên mua đồng bộ Máy máy đồng bộ thì mắc tiền lắm. ghê vậy anh, mắc lắm hả? Ừ, mắc tiền lắm nhưng Cái này mà nói về chung là ráp hả, xài. mua cũ quá về em ráp Nhưng mà cấu hình nó cũng không có cái mặn lắm đâu. Máy đồng bộ nếu mà à. mua máy máy đồng bộ mà mua mấy cái cấu hình cao là nhiều tiền lắm á. Phải mấy Ui ghê ngàn vậy á. anh, trời Ừ. à, Thì đồng là coi bộ như là nó giống đồng bộ laptop vậy hả? ừ. Đồng bộ ví dụ như bạn À là đồng mua bộ tất cả là đều một cái luôn ừ. Ví dụ như bạn mua máy Dell, à. mua HP hay là Toshiba gì đó thì nó là do hãng nó ráp nguyên con luôn, nó mang về bạn đập thùng bạn xài mà. À ngon á, Ừ, thì nó là mắc nhiều lắm tiền thôi. mắc lắm luôn. Ừ. À, em cũng chưa thấy ai mua, em cũng chưa coi thử nó làm sao. À, nói chung là mình tự ráp thì nó nhẹ nhàng hơn, ha. Đúng rồi, em từ đó thì nó mua nên chị nó rẻ. Đó, rồi vô Windows rồi đó. Rồi vô rồi anh. Đó xong đó, cài Windows xong rồi Ôi nhanh vậy anh, đơn giản vậy hả? đó. Ừ. À, em cũng nhớ được chắc 70% rồi đó. Rồi bây giờ bạn kết nối mạng vô đi, bạn kết nối mạng vô rồi bạn bạn cài cái Ultra Viewer vô đi để mình coi rồi mình chỉnh một số cái rồi mình nói cho bạn biết luôn nè. Rồi để em có đáp mạng vô nha. À, rồi. Đó xong đó, cài Win xong đó, đơn giản gì đâu. Cũng nhanh quá anh ha. Ừ, nè. Ừ. Nè. Nó chưa đúng cái password rồi, gõ lại đi, chưa đúng rồi. Coi chừng đang có caps lock hay gì nha. Đúng rồi đó, này này em chưa bật cấp lóc. Đúng rồi. Rồi vào Rồi rồi vô rồi đó. Rồi bạn cài cái Ultra Viewer vô đi. Ultra View. Ý. Nhiều vậy. Mình cài cho bạn như thế này á, bạn bạn vô trang Google trước đi, bạn tìm kiếm cho nó dễ. Em vào Google, gõ Google luôn anh. Ừ, gõ Google vô, gõ google.com vô. Đây google.com google.com enter, nó vô trang Google xong mình tìm kiếm cho nó dễ. Bạn coi video của mình mà bạn không có biết cách làm mình gì hết á, lúc nào vẫn vô Google đầu tiên thấy không nhớ à? em thấy có đúng rồi, thấy vậy vô Google hết đúng rồi, tìm đi phơi Ừ. Google trước à. Ừ. Ultra View đúng anh, Ultra View đây. Đúng rồi, đó, dễ dàng không? Tải phần mềm được hiển máy tính từ xa đúng không anh, vào trong đầu À, tiên đúng không đúng anh, rồi đó, đúng rồi, tải về đi. Đó, download xuống. gì bản cài đặt SE cái này đúng Rồi, không anh, download download đó xuống đi. ứng run đúng không, ứng run phải không anh, run Run luôn đi. ủa sao em thấy nó chạy vậy ta, à như nó chạy Nó chạy rồi. xong rồi đó. Nó chạy xong rồi đó, chờ tí cho nó khởi động lên đó. Nó đang chạy lên đó. Rồi ấn Z luôn nha. Rồi next đi. Rồi cứ next hết đi cho nó chạy vô đi. Rồi install luôn. Cái máy này là mình chỉ ứng nét thôi không Nó tùy cái nha, có cái anh? mình phải lựa chọn nữa. Thì À. đa số là nó cứ ấn next thôi chứ không có gì hết á. Em Nhưng thấy mà thôi, tao nhiều. mình phải hiểu là mình bấm nút next xong là nó sẽ đi đâu và về đâu. Cái quan À. trọng là chỗ đó. Cái quan trọng là chỗ đó, còn cài thì nó chỉ là next thôi chứ đâu có gì đâu. Ê, nổi lên giờ em tắt tắt nha. À, đâu cái nào? À nó đòi phải có cái net framework rồi. Nó có hiện ID password lên không? À, để em coi coi. À không đây không. Nó hiện ngay Rồi. đây thôi. À hiện à có rồi rồi rồi. Rồi rồi cho mình cái ID password đi, rồi tính sau. Cho mình Còn cái ID cái password này trước đi đi. nhá, cái này cái gì đây anh? Không, cứ để yên nó đi, cứ để yên đó, cho mình cái ID password vào đi. À, ID của nó là 801383.
Rồi. Mật khẩu là 5012. Rồi, mình đang kết nối vô rồi. Rồi, bạn chờ mình chút xíu nha. Rồi, bây giờ mình nói luôn nha. À. Rồi, bây giờ thì cái Windows của bạn là cài ok rồi nè. Nha, đầy đủ hết rồi. Thì cái này nó là gọi là .NET. Cái này nó gọi là cái .NET Framework. .NET Framework này là nó giống như là một cái tập lệnh ở trong Windows á. Để khi mà mình cài cái phần mềm vô á, thì có một số cái phần mềm là nhà phát triển người ta bắt mình là phải có cái .NET này thì nó mới cài được. À. Đó, cho nên là mình cài nó vô đi. Mình cài nó vô để lần sau nó khỏi đòi nữa ha. Cài vô download à, bấm download. Ờ, cho nó cài vô. Rồi. Rồi, thì trong khi mà chờ nó cài cái này á, mình sẽ cho bạn xem một số cái. Rồi, đầu tiên là bạn bấm chuột phải ở chỗ nút Start này nè. Rồi, rồi. Rồi, bạn chọn cho mình là Device Manager ở đây. Rồi. Rồi, bạn nhìn nè. À, cái cạc màn hình á, nó là Display Adapter nè. Dạ. Yeah. Thì bạn nhìn á, nó đang ghi là Microsoft Basic Display Adapter. Có nghĩa là nó nhận rồi, nhưng mà nó nhận này nó nhận không có đúng. Nhận này là nhận theo Windows nó nhận thôi. À, dạ. Yeah. Thì nếu mà bạn bạn xài nó cũng ok, không sao hết á. Nhưng mà nói chung là nó không có được gọi là phát huy hết cái khả năng của cái cạc màn hình. Yeah. À, đây là một đống linh kiện nó chưa có nhận được driver nè. Nó có dấu chấm than màu vàng là nó chưa nhận được. À, chấm than là lỗi, nó chưa nhận được. Nó lỗi chấm than đúng, màu vàng. Đúng rồi, nó chưa nhận được. À, bốn cái đó. Rồi. Đó, một đống này chưa nhận được. Rồi, ok, bây giờ mình tắt này đi. Bây giờ bạn cho mình biết nhé, cái máy của bạn, bạn chờ xíu. Bạn muốn làm dễ, bạn mở cái Notepad lên này, Notepad để mình ghi lại cho nó dễ, hiểu không? Cái phần mềm Notepad giống như lúc mình cài Win đó, đó. Notepad này. Rồi, ok, bây giờ bạn cho mình biết á, là cái máy của bạn là model là cái gì? Cái mã số của máy á. Cái mã số coi đâu anh? Cái mã số bạn coi anh... nó ở ngay ngay chỗ cái màn hình với cái bản lề bàn phím á. Ví dụ như là cái mã số nó ghi cái số là bao nhiêu đó. Insert bao nhiêu đó. Cái này như cái mặt sau chứ anh? Ừ, nếu mà mặt sau thì lật mặt sau lên. Nó tùy anh... máy, có máy nó để ngay chỗ này, có máy để chỗ kia. Ở đây em thấy có mà nó chữ gì á, nó nghĩa là Sonic Master gì đó. Không, chứ nó không phải đâu. Nó là insert gì á, bạn coi nó là insert gì. Em lật cái mặt sau lên coi coi. Rồi, coi đi. Này là insert X550C anh. X550C đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. X550C. À, bây giờ như này, cái cách mà để cài driver cho laptop dễ nhất á, là mình sẽ coi cái mã số này. Thì cái cách này mình chỉ cho bạn á, là cài theo kiểu thủ công. Cài thủ công anh. Cài thủ công á, nó hơi mệt cái download, nhưng mà được cái là bạn cài nó sẽ rất là nhanh. Còn nếu mà bạn cài theo kiểu tự động của Windows, nó cài tự động á, thì bạn không cần phải làm gì hết, nhưng mà nó mất thời gian rất là lâu, mình phải chờ nó chạy rất là lâu. À, cái đó tự động. Còn bây giờ mình sẽ cài thủ công nha. Cài thủ công thì bạn chỉ cần lấy được cái mã số của cái máy thôi. Đây là cái mã số của cái máy, mình gọi là cái model, cái model á. Cái model đấy không? Bạn biết cái chữ model nói gì? Đó. Dạ, đó là cái model là X550C đó. Rồi, ok. Bây giờ này thì bạn sẽ mở cái thằng Google ra. Mình hỏi Google là dễ nhất. Dạ. Cái gì không biết là cứ lên hỏi Google. Google luôn luôn rộng. luôn 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 mở rộng vòng tay. Đấy. Thì bạn copy cái model của máy vô ha. À, chờ xíu. Dạ. Nó đang nhảy, nó đang nhảy tùng lum la. Rồi copy cái model này vô ha. Rồi bạn bên đây, bạn search nó. Bạn cho thêm cái chữ driver nữa. À, cho em chữ driver nữa anh. Ừ, rồi. À, còn chắc ăn nữa thì driver Windows 10 64 bit vô nữa. À. Rồi bạn enter. Thì đầu tiên á, lúc nào nó cũng đưa bạn vào cái trang chủ. Trang chủ có nghĩa là cái trang mà của nhà sản xuất đấy. Dạ. Đây là cái trang của thằng Acer này, Acer.com, bạn thấy chưa? Dạ, thấy rồi anh. Cái driver đúng rồi. Cái driver mà ngon nhất á là cái driver của trang chủ.
À là driver chuẩn nhất rồi đúng không anh? Chuẩn nhất Đúng luôn. rồi. Chuẩn nhất là driver của trang chủ, tại vì nhà sản xuất nó viết ra mà, làm sao mà sai được. Anh mở nó ra. Đó, thấy chưa? Có phải máy này máy giống máy bạn chưa? À, y chang luôn, y chang luôn. Rồi, À, ok. y Rồi. chang luôn anh. Đúng rồi. Rồi tạm thời để đây, mình sẽ cài một cái phần mềm hỗ trợ download nhanh về, download cho nhanh này. Thì đây, mình lại tiếp tục về hỏi bác Google tiếp. Bạn cài cho mình cái phần mềm nó có tên là IDM. Em Đấy, à em coi anh em IDM. mới coi sáng, anh em mới coi sáng nè. Rồi, cài vô. Dạ, cái phần mềm download đúng rồi. Cái phần mềm này bản quyền là giá là 500 ngàn. Rồi, ấn này download về. Mình xài miễn phí thôi, mình không có xài bản quyền. Ủa Xài miễn phí được 30 ngày ha. sao Thì nó hết rồi? Sao hết hết tải lại tiếp hả? làm sao? Ý là 30 ngày nó hết rồi sao anh tải lại nữa hả? Hết 30 ngày thì phải mua bản quyền, còn không mua bản quyền thì không xài được, vậy thôi. Dạ. Ừ. Chứ không thôi cho bạn xài hoài thì nó bán cho ai mua. À hay vậy anh. Ừ. Ủa rồi rồi lần sau rồi rồi đến ngày ba 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 mấy mình muốn download làm sao download được anh, À thì không download được. là phải tải về tiếp cài lại. Không không được luôn, nó ghi nhớ cái máy của mình rồi, thì lúc đó mình Ui, sẽ thì lúc đó là mình xài mình download thường thôi, chứ mình không có phần mềm hỗ trợ. à khó ha, Ừ, phần mềm hỗ trợ thì nó giúp bạn download nhanh hơn thôi, đúng em cũng biết mấy tiệm nét cài với phần mềm gì không biết để xài hoài à. không? Ừ, cái này nó download thì nó cài này vô thì nó download nhanh hơn. Còn À, nếu bạn không có cái này thì download nó hơi chậm. em đâu biết đâu, mới nghe nói luôn á, chứ em thấy tiệm nó cài cho em xài mấy tháng trời luôn không sao hết. Đây này bạn nhìn này, cái .NET bây giờ nó cài xong rồi nè. Cái đó đấy Đây đấy đúng không anh? nó Rồi cài xong, nó kệ đi, cái tắt đi thôi, kệ nó. Rồi bây giờ mình sẽ cài cái hỗ trợ download xong nè. dạ Bây giờ mình mở lên mình cài đặt một số cái. Bỏ này đi ha. bỏ tiếp đi đúng không anh, bỏ tiếp đi đúng không, Rồi, rồi vô cái option này. Vô cái phần là connection này. rồi Bạn cho cái này xuống cái dòng cuối cùng. cuối cùng em mới Rồi. xem sáng này chọn 32 đúng không anh, 32 đúng rồi. Rồi, đúng rồi, cuối cùng luôn để cho nó tăng hết cỡ lên. Rồi ok. Rồi xong rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là mình download nha. Thì đây là cái trang chủ của cái thằng driver Acer nè, mình vô trang chủ của nó. Là đau những Ok. cái còn thiếu hồi nãy còn một còn bốn bốn cái xíu đúng không anh? Rồi đúng rồi. Chờ chờ chút xíu, nó đang bị xoay xoay đây nè, chờ chút xíu. Mạng mưa nó yếu ghê rồi, em đang ngồi sát cục wifi luôn á, còn bù đâm Ờ. Nó đang xoay xoay rồi. luôn. Rồi ok, vô lại rồi. Rồi ok. Thì cái này á, cái này mà để cho dễ dàng á, thì khuyên bạn download cái phần mềm Google Chrome về xài cho nó dễ. Cái trình duyệt của Chrome á. Google cho mà anh. Đúng rồi, Google Chrome á. Đây nè, gõ vô Chrome ha. Chrome. Rồi, mà download nó về. Thì bạn có thể xài bản tiếng Việt hoặc là tiếng Anh gì cũng được, nhưng mà theo mình thì bản nào cũng như nhau à, chả khác mẹ đâu. Rồi mình download cái bản tiếng Anh này về nha, cho bạn xài cho Ok. bạn quen. Ở giữa đúng rồi. Rồi download Chrome này. Download. Rồi accept nha. Xem. Rồi run nó luôn cho nó chạy luôn. Thực chất ra xài máy tính á, xài tiếng Anh nó dễ hơn xài tiếng Việt. Em Bởi vì thấy nó nó chạy là nhanh hơn đúng không? Hình như tiếng Anh chạy lẹ hơn vậy. nó không phải là chạy nhanh hơn hay cái gì, nhưng mà là nó là cái ngôn ngữ chuẩn rồi, cho nên nên là chạy nó rất là ấy. Nào bạn nhìn nè, cái thằng Windows 10 tự động nó download cái driver cạc màn hình về này, nó mới cài vô này, bạn thấy không? Thấy biểu tượng Nvidia nằm ở đây không? Là nó đó anh. Đó. Là Thấy không? Nó tự động nó download về đó. Nó tự động download về, nó cài vô này, cho nên cái màn hình của bạn nó vừa bị chớp xong á, bạn thấy không? đúng đúng rồi, em mới Bây giờ thấy chớp bạn xong cái đúng rồi đúng rồi. à, À, bạn nhìn nè, những cái biểu tượng với cái chữ nó rõ ràng lên rồi này, thấy không? Là tự cài cho mình luôn hả anh, Đó, nó tự cài cho mình đó. là cài chuẩn mà là chuẩn luôn á hả? Thì cái này thằng thằng Microsoft nó tự động nó download về, nó cài cho mình mà. Hay nhờ laptop được cái hay anh ha. Thì cái này không, máy laptop, máy bàn những vậy, cái do là do cái Windows 10, cái Windows 10 nó tự động download về cho mình. Thì bạn muốn cài tự động á, bạn vào đây nè, bạn bấm chuột phải chỗ nút Start này nè. Dạ. Bạn chọn cái setting. Tin.
Rồi chờ xíu, setting nó lên này. Bạn vào cái mục là đâu rồi? Update đâu? Ủa sao cái bản này của bạn như nó bản cũ quá sao? Đây bạn vào cái phần mà update and security này. Yeah. Bấm vào đây. Ấm đó rồi, đúng rồi. Đó là cài tự động đúng không anh? Là cài tự động. Đúng rồi, cài tự động. Bấm là cài chủ đúng không anh? Chuẩn chứ. Bấm vào đó xem bấm đâu nữa anh, bấm đâu nữa. Từ từ chờ xíu nó cài xong cái Chrome, nó nhảy cái Chrome lên nè. Rồi, bạn chỉ việc bấm check update đây thôi. À rồi để tự động cài luôn anh. Là tự động nó sẽ download hết về cho bạn. Rồi nó cài cho mình luôn anh hay sao anh? Nó cài luôn hả? Đúng rồi, nó download và tự động nó cài hết luôn. Nhưng mà cái này thì mình phải chờ rất là lâu. Tầm 1 tiếng anh? 1 tiếng không xong đâu. Ôi dồi, ghê vậy hả? tại vì khi mà nó download cái này về đó, là nó sẽ download cả những cái bản cập nhật của Windows luôn. À. Trong đó nó có cả driver. Trong đó có cả driver cho nên là nó rất là lâu. Cho nên là mình mới nói bạn là cái này á, kệ nó đi, khi nào nó update thì tính sau. Còn bây giờ mình cứ download cái driver thủ công rồi mình cài đi. Thì bây giờ bạn nhìn này, ở đây này, bấm chuột phải ở đây, chọn cái device manager này. Thì bạn nhìn là ở đây á, cạc màn hình nó đã nhận rồi nha. Từ từ. Cái này trong lọc rồi, này bỏ đi. Bạn nhìn này, cái cạc màn hình bây giờ nó nhận khác rồi nè. Nó lên tên Nvidia nè, thấy không? Là tên của cạc còn anh Bo đúng không anh? Không, cạc này cạc đúng rồi. Đúng rồi đó. Anh Bo một laptop mà anh Bo đúng rồi. Đấy, nó nhận được cạc màn hình này nè, thấy chưa? Đúng rồi. Cái dòng trên không thấy anh, dòng trên anh. Dòng ở trên là do Windows nó tự nhận thôi, còn cái này là driver đúng của nó nè. Cái này nó mất đi hai hàng nè, giờ nó còn hai hàng thôi nè, thấy không? Mất hai hàng là cài tự động cho mình đó anh. Mới cài cho mình đó. Đúng rồi, nó cài tự động cho mình đó. Rồi ok, bây giờ mình tiến hành là mình coi nó còn thiếu, nhưng mình download hết về mình cài. Thì mình cứ cài, mình cứ download hết cái của nó về đi, mình cài cho nó đầy đủ là cách tốt nhất. Nếu mà mình xài laptop thì mình nên download hết về mình cài cho nó đầy đủ. Cái này mình download về, nhưng mà mình cất đi, sau này mình lấy mình cài được, anh khỏi đau được không anh? Được, mình download một lần thôi, xong mình cất đi, lần sau máy hư mình cài lại, mình cứ lấy ra mình cài. Em hiểu rồi. Em cứ tưởng nó là cứ đau về cài xong là lần sau cài không được nữa chứ, là phải đau tiếp chứ. Không, mình bạn đau xong á, lúc bạn cài xong bạn cất nó đi chỗ nào nó an toàn một xíu, không? Lần sau mình cứ lấy ra mình cài thôi. Hình như cái mạng nó đang bị chậm quá sao, nó đang xoay quá trời này, mình không có điều khiển được. Mưa lên nó bị anh ơi, nó mưa nó bị à. Chắc mình hai cái lúc chắc. Chờ xíu đi, nó đang bị xoay này. Mình đang không có điều khiển được. Hay khi nào đang cài lắc không anh? Sao? Nó hay khi nào nó đang cài đi bơi mình lắc. Nó đang download á, nó đang download cái kia, cái kia lúc nãy mình đang bấm cho nó check update đấy. Rồi bấm đây lại coi xem chịu không nào. Dịch quá trời dịch luôn. Rồi bấm đây coi. Rồi đây nha. Bấm đây. Device Manager. Setting này. Rồi cho bạn coi cái phần update này. Xem nó download được cái gì chưa. Này bạn thấy không? Nó ra một đống này thấy chưa? Cái đó là cái gì anh? Update Windows. Rồi update tải, Windows luôn. Nó tải những cái bản cập nhật Windows về này, thấy không? Quá trời luôn anh nhờ. Windows không à? Cái bản Windows này của bạn á, nó hơi cũ. Cái bản Win 10 này của bạn hơi cũ. Đây này, bạn coi đây này. System này. About này. Cái bản này của bạn nó hơi cũ. 1703 cũng mới mà. Đâu cũ đâu. Bản này bản mới mà. Bản mới nhất nó bây giờ là bao nhiêu anh? Bản mới nhất là 1803, nhưng mà cái bản 1803 nó đang là cái bản thử nghiệm thôi chứ chưa phải là bản chính thức. Bản này coi như là bản mới nhất rồi đó. Cái bản này em đau con chủ cái video vậy, anh chỉ cho em, anh có để link đó. Ok, vậy là bản này là bản mới nhất rồi đó.
Có nghĩa là nó tải những cái bản cập nhật này là giống như mình gọi là những cái bản vá đó, bản vá lỗi ấy, hiểu không? À là nó vá cho mình, tự động nó vá cho mình đúng không anh? Đúng rồi, có cái chỗ nào nó bị, có nghĩa là cái Windows á nó cũng giống như một cái phần mềm, thì khi mà người ta viết ra lần đầu tiên á thì nó giống như mình gọi là nó chưa có được hoàn thiện đúng không? Mình xài nó À cũng phải có cái nhược điểm này nhược điểm kia đúng không? à Thì cái lần sau người ta sẽ từ những cái nhược điểm đó người ta sẽ tìm ra để người ta làm cho nó hoàn thiện lên. à Thì khi là nó ra mấy mà bản update này đây đúng rồi, lên ra những cái bản update này để cho nó hoàn thiện đó. à, làm hiểu rồi. Ừ. Đó, thì cái này nó đang chạy cái này nè, cho nên là chắc là nó dịch đó. Nó chạy đầy cây luôn phải anh. Cái này á mình nói trước cho bạn để lần sau để có gì bạn không bị bỡ ngỡ nha. Cái này nó chạy xong á nó sẽ khởi động máy lại. Nó khởi À động máy lại á, khi khi mà nó khởi động máy lại á nó sẽ có nó có một cái màn hình màu xanh và nó sẽ chạy từ 0% cho đến 100%. Và nó sẽ báo, nó có một dòng chữ ở dưới nó ghi là như thế này. Nó ghi là như thế này để lần sau bạn không bị bỡ ngỡ, nó ghi là don't turn off your computer ha. À, Yeah. nó báo như thế này. Rất là Thì bạn có nghĩa là nó kêu là đừng đừng có tắt máy. à à đây đây là off tắt luôn anh, off Tại tắt vì đúng rồi, tại vì bạn biết sao không? Có nghĩa là khi mà một số người á khi mà thấy cái màn hình mà nó chạy nè. update á thì sợ quá. Sợ quá. Ấn ấn tắt máy đi, nhưng mà ấn tắt máy đi như vậy là vô tình là làm nó bị lỗi win luôn. Là cứ để chạy bình thường chứ, cứ để cho nó chạy Cho thôi phải không anh? nên đúng rồi, nó chạy đủ 100% là tự động nó sẽ khởi động máy lại và nó vào trong Windows cho mình, cho nên đừng có Em làm gì biết hết, rồi, kệ em rồi nó. ạ. Nếu nếu xài Windows 10 á mà nếu một ngày đẹp trời mà mở máy lên mà cứ thấy cái đó thì cứ kệ nó, cứ chờ đi. Cứ chờ đi, cùng lắm là mất một ngày nha, Ủa số kỳ cùng vậy lắm là mất một ngày. Nói trước cho biết luôn, tại vì nó download cái đó khi mà nó đang update á, nó download nó cũng phụ thuộc vào cái đường truyền internet của bạn nữa. Nếu mà internet của bạn nó bị chậm à. quá Tôi thì thấy hàng nó download chữ rất này là thôi là lâu, off hiểu không? you computer thôi. Nó sẽ có cái dòng số ở trên nó chạy từ 0% cho đến À là mình 100% á. thấy cái dòng số đang chạy là mình đừng cái bấm gì hết anh, để gió chạy là cái một ngày luôn hả? Đúng rồi. Thì mình nói là lâu lâu nhất á là có khi nó đến một ngày luôn á. Còn nếu mà bình thường á, có nhiều khi nó chạy nhanh lắm, nhiều khi nó chạy có phút 2 phút là À là xong rồi. có nhiều người sợ quá tắt cái này xong luôn đó anh, lỗi win luôn á. Đúng rồi, lỗi win luôn, tại vì người ta thấy nó bị vậy, người ta tưởng máy nó bị lỗi, người ta À sợ dạ quá, người ta đúng tắt luôn, hiểu không? Thì cảnh báo cho bạn trước để bạn biết là nếu mà nó như vậy thì cứ mặc kệ nó đi, không có em sao bị quên đâu, thấy hiểu dòng chữ không? quen quen rồi em để luôn. Rồi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến hành là mình copy cái link này qua này, mình qua bên cái thằng Chrome mình download Dạ. cái driver về nha. Sao mình đen thui luôn rồi, nó mất kết nối Ủa? mạng sao nó đen thui À. rồi. Đúng không? Nó vừa bị mất kết nối cái Ultra Viewer á. Nó kiểu gì anh nhỉ? Nó nhận driver á, nó nhận driver nó kêu á. Ủa nó nhận nó kêu tích tích kêu gì tiếng gì vậy anh? Cái này chắc mình nghĩ chắc khỏi khỏi cần download luôn, nó đang tự nhận luôn rồi. Nó cái thằng Win 10 nó đang download về nó tự Này cài hay luôn. anh nha. Đây là mình đâu có mất công tìm gì đâu nha. Đúng rồi, thì nó hay chỗ đó, Windows 10 nó À. hay chỗ đó. Thường thường thì mình chỉ xài hai bản, bản bản home và bản bật rồi thôi anh, là được anh, tư nhân đúng không? Nói chung mình cá nhân Nói chung là cái này á thường thường người dùng cá nhân chỉ xài cỡ bản home là được rồi, nhưng mà bản RAW thì nó bổ sung thêm một vài tính năng, mặc dạ dù là mình không có xài nhưng mà đôi khi mà mình có cài, lỡ mình cài cái phần mềm nào mà nó đòi á à thì nó cũng có sẵn rồi, nó không à có đúng đòi rồi mình đúng lung rồi. tung nữa. Nó không có đòi mình lung tung nữa. Còn ví dụ như mình cài bản home đi thì nó lược À bỏ đi một số cái. Thì ví dụ như lúc nào mình hứng lên cái mình cài cái phần mềm nào đó nó đòi à là không cái được, phần cái thiếu phần mềm đó nó lỗi luôn không cài thì được mình đâu có đâu. Mình đâu có à, đâu. em hiểu rồi. À tao mình Mình cài đâu bản cao có nhất đâu luôn mình đúng không anh, khỏi cài. đòi đúng không? Đúng rồi, này hết Đúng cỡ luôn rồi. Nó mà đòi nữa là nó mà đòi nữa là chửi nó luôn, bảo mày gấu cài rồi. mày tao còn gì đâu mà cho mày. Bởi nó mới cái tên bờ Trời rồi ơi. vậy đó. Thằng Win 10 thì nó là Pro, còn thằng Win 7, Win 8 á thì cái bản mà gọi là cái bản cao cấp của Dạ. nó là cái bản Ultimate.
Ultimate, còn nếu mà cái bản mà đỉnh của nó là cái bản Enterprise chứ không phải Pro. Pro là chỉ có Mà mới gọi là trung bình Win 7 thôi. giờ ít người xài quá nhỉ. Còn Win không, Win 7 vẫn còn nhiều người xài chứ bạn. Tại vì nói chung là đâu phải ai cũng có điều kiện mua máy tính ngon mà xài đâu, người ta vẫn xài máy cũ á, Đâu em thấy cái video, em thấy người ta cái vẫn video xài máy của anh, cũ. em mới xem video của anh đó là RAM 2 GB là cài được Win 10 rồi. Rồi. RAM 2 GB. Đúng rồi, nhưng mà nó chạy không có mượt đâu, nó chạy không À có mượt rồi. đâu. Tại vì biết làm sao, do mình làm những cái video đó là do yêu cầu mọi người thôi, tại vì người ta muốn biết là À cái đúng cấu rồi, hình đúng như rồi. nào thì chạy được. Mình làm để cho người ta khỏi thắc mắc thôi, chứ còn thực chất ra cứ Tại chạy đi rồi sẽ thấy thẳng cái anh liền. lên coi cái video của anh là nó có cấu hình rất là thấp mà anh nói là cài được Win 10. Đó. Đó. Đây này bạn nhìn này, thấy không, cạc màn hình giờ nó nhận đủ hai cái này. Cái máy của bạn là có cạc rời Được nha, cạc cái rời luôn laptop của anh. bạn là có cạc rời đó. À. Có cạc rời luôn, của bạn là vừa vừa cạc on board vừa cạc rời. Vậy là cái laptop này của bạn là cái đời này là đời thứ thứ tư rồi, Yeah. CPU của bạn đời thứ tư rồi. Đúng rồi, Nó đúng vừa đó chớp đó, màn mới hình chớp hai xong ba đó, cái đúng gì đó không? đó. Nó chớp màn hình là do nó đang nhận cái driver đó, thằng Windows 10 tự động download về đó. Thôi vậy thôi, mình khỏi cần download đi, cho nó Đó tự nó kêu cài cái gì, luôn đi. tích 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 nó kêu, nó cứ kêu cái tiếng gì đó. Đó. Cái đó có nghĩa là nó đang nhận cái driver đó, nó Tại đang nhận cái driver. cái laptop này em mua là của thằng bạn em nhà nhà đó có điều kiện. Cho nên nó mua nó mới ráp cái máy bàn mà gần 20 triệu mà. Cái bàn của nó không á, mà cái đó nó đang kêu bán rồi đó. Mà nó bán tới mười mấy lần, em không có tiền mua mắc quá. Nó bán tới Kêu mày bán cho tao giống mày bán 14 cái lần. laptop đi, Đó tao coi mua nhà cái luôn. điều kiện nó cái laptop mà nó mua là 12 triệu mấy gần 13 triệu á. Đó. Rồi cho mà nó bán cho em có nó ráp cái máy bàn, hình như là tới 17 triệu mấy á. Bây giờ nó bàn bán lên 12 á. Khiếp. Có nhà điều kiện mà. Không 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 có gì ngoài điều kiện đúng Dạ, không? nó gửi những đồ nó mua toàn đồ dữ không à. Em cũng kết nó bắt nó bắt Nhà quá. không có gì ngoài điều kiện Cái bàn nó đúng toàn nó ráp con chip Xenon của anh, con chip gì đó, chip E3 vậy đó anh. không? Chứ ông á nó kêu Xenon. là xài chip đó đó chứ không không nó xài chip Y. Nó kêu i5 rồi Nhà nhà không có không. gì ngoài Ủa ngoài có điều kiện đúng cái không? con Xenon đó là mạnh lắm anh, hay sao? Nó là dòng server, Ui là dòng mạnh dòng anh máy hay chạm mà. là dữ hả? Gấu hả? Nói chung là do nhu cầu mỗi người thôi, nếu mà bạn không có nhu cầu bạn mua con đó À, về đúng thì cũng rồi, đâu em có hơi làm hơi cái gì phí đâu. mà nếu mua đó giờ hơi phí, em đâu có làm gì tới thứ dữ gì đâu mà. Đâu có phải nhà thiết kế. Mình có nhu cầu hay không Mà thôi, nếu mà mình không nhu cầu thì nó cũng chả được cái gì hết á. bây giờ mấy nhà thiết kế họ cũng xài tới i7 là hết quá rồi, là mạnh rồi. Nó Yeah. tùy cái công việc của mình đúng không? Em có dự lắm là em xài phần mềm thiết kế vẽ 3D á, cái đó nó hơi nặng hơn Corel một xíu thôi mà cũng không đến nỗi không mua cái máy đó nữa. Máy nó quá dư đi. Phí. Nó đó chơi game mà, nó chơi game 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 cao mà. Oh, này nó đen thui ta, nó nhận lâu dữ vậy. Ủa đang chạy anh. Nó đang chạy đó, đang chạy mà nó nhận À lâu ghê, nó đen thui luôn này. Chờ xíu qua xem nó có lên chắc lỗi. đang chạy cái này đâu. Có nhiều cái trường hợp á, có nhiều cái trường hợp mà nó cài tự động á, nó bị lỗi đen như vậy là nó lỗi win luôn Ủa á. kỳ vậy? Là phải cài tiếp. Nó có nhiều trường hợp nó hoài lắm, chứ À, nó làm không có sao mà đơn giản mình mới đâu. cài lại win lại nữa là mình coi như là mình cài bằng thủ công thôi, không cài tự động nữa anh. Thì mình biết nó bị như vậy rồi, mình phải cài thủ công thôi Ủa, chứ cài làm thủ công là sao. hơi bị chua ha, nhiều lắm, phải đau về từng cái á. Đúng rồi, nhưng mà bạn thấy, bạn để ý á, mình làm video lúc nào mình kêu các bạn cài thủ công, không bao giờ mình kêu À. cài tự động. Bây giờ Nếu tùy thì cái lab nào mà nó nó chậm cảm thấy nhưng ngon ăn quá thì mình mà để cho cài tự động luôn anh nha. thì đúng rồi. Ủa chứ đang thui trời.
chờ đi, chờ chút xíu xem nó có ấy được. Bạn Thế thử anh đây chuột vẫn coi. bình thường, chụp vẫn chạy bình thường mà. Bạn nhấn cho mình ba phím control Cần internet cho delete internet đi. đi sao? Cần Đúng rồi. cho, cần cho internet, cần cho đây, cho gần đây, Delete. cần cho internet và delete, cần cho internet và delete. Rồi anh nhấn một phát một ba nút luôn á. Không Từ ra vậy, gì ta. cần cho net delete. Rồi. Kỳ vậy anh? Từ từ chờ xíu đi, của mình nó đang bị mất kết nối với cái máy của bạn rồi. Nó nhận driver xong nó đen đen thui cứt chó luôn rồi. Bạn thấy nó chớp chớp lên không? Thấy mình bấm nó chớp chớp lên không? Hình như không có thấy gì đâu, hình như em thấy nó đang chạy gì vậy. Đang chạy đúng không? Cho nó chạy đi, nó đang đang chớp chớp á. Nè, mình bấm này, bạn thấy nó chớp chớp không? Thấy 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 đúng rồi, đang chấp chấp đúng rồi. Không biết nó nhận Mày xong sao nó phải chưa lên mà gì cho mình chớp thấy chớp. chứ anh nhỉ, nó đang thúi này nhỉ. Nhiều khi nó bị chậm á. Nếu Nó mà đang cài ra nãy nó bị đang cài chậm. mà em ấn mà lúc đó thì có xong anh. Nút nào? Đó lên nè. Ủa của bạn Không anh không ơi, thấy lên gì luôn hả? Ủa theo bên mình nó lên được một cái này rồi nè, bên bạn không lên gì mình ta? đánh lên cái nào, Mình nó đang lên được cái ủa vậy chụp hả, cả mình cái đang hình lên nè. khui à. Hừ. Từ từ chờ xíu nha. Một ba sáu tám. Ủa sao bên em đang thui vậy, anh không thấy gì luôn á. Nè, thấy thật luôn nè. Rồi từ từ để anh đi chờ Nghe xíu coi. bàn đi. Chưa, anh không thấy gì luôn. Lên rồi đúng không? Chưa, nó đang Chưa lên con luôn lắc, hả? hình như bị lắc hay sao á. Rồi từ từ chờ xíu đi, mình đang chỉnh nè. Sao của bạn nó không hiển thị lên gì luôn ta? Bên này nó có hiển thị rồi mà của bạn nó không hiển thị gì hết. Current profile. Sao nó đang thui vậy anh nhờ, không thấy gì hết. Đó, đó, đang chạy ạ. Lâu lâu cái mũi tên đó, nó xoay xoay vòng tròn, chắc hình như là nó đang chạy sao. Chắc cái vấn đề anh nói là đúng quá, chắc là win quá. Mất mất kết nối mạng à, chờ xíu đi. Mất mất kết nối con Ultra Viewer rồi. Rồi. Chờ xíu.
mình bấm nó vô cái phần nào luôn này, nó bị đen thui luôn này. À, bạn ấn vào cái nút tắt máy trên cái máy đi, bạn ấn nút nguồn đi cho nó tắt máy đi, rồi mở máy lại coi. Lỡ rồi mình làm luôn. Rồi. Mở mở lại anh, mở lại hả? Rồi. Rồi mở lại đi. Ừ, đúng rồi. Cưng ép kép mà anh, hỏi hả? Không phải cần, để cho nó vào Windows luôn. Giờ có Windows rồi mà. Em sợ, lỗi luôn win luôn rồi. Lỗi thì cùng lắm mình cài lại thôi, giờ sao giờ, tại vì giờ nó cũng đang không được rồi, Lên lên rồi. mình phải mần nó luôn thôi. Mở rồi anh, Ủa mở sống máy lên, chưa? mở rồi mà. Đèn sáng nè. Đèn sáng, đèn vẫn Mở lại sáng đi. nè. Sáng bốn đèn luôn mới ghê chứ. À. Ok nha. Nóng lên gì vậy? Ấn ấn giữ lâu vào, ấn giữ nút nguồn lâu vào cho nó tắt hẳn đi. Đó. Ôi. Đó, lên đó. Đó, lên kìa. Bấm vô cái đi. Đánh mật khẩu vô, QEZ là vô là. Ôi, đây bị sao Đó. vậy anh? Rồi mở Ultra Viewer lên Mấy em đi, chẳng biết bị hù sao tí nữa. à. Hồi hộp Hù tí. Mở Ultra Viewer lên đi. là Tí giải thích cho nghe. làm yếu tim quá, hồi hộp quá. Đây ID là 801383, mật Lâu khẩu như lâu. cũ 51222 mật khẩu. Rồi ok. Lâu lâu hù Ủa nhau cài tí. Win 94 bị vậy anh? Có ở đâu. Cài Win 94 bị đang thua À. vậy anh? Sao? Không này hù tí thôi. Hù bạn tí xem có sợ chứ không. Rồi, mấy này nó đang download Xong về, chắc cài là nó chờ có tin thể download nhắn quá. nha. À. Chờ đến sáng phải chờ thôi. Nè À, bạn nhìn nè, nhận đủ hết rồi nè, thấy không? cái đó là Bắt đủ hết lên luôn, đuôi không thiếu gì vàng hết nè, thấy không? Đủ hết luôn rồi đó, driver coi như là anh. Ờ hay anh ok nhờ, hết rồi đó. vậy vậy thằng này nó cài hay quá. Đó mình đâu cài gì bằng tay đâu anh nhờ. Đấy, đâu cần gì đâu, tự động hết mà, hoàn toàn tự động. Nhưng mà bây giờ bạn bạn có nhớ được những cái bước mình Em làm nhớ gì cài Win, còn mà những cái chỗ lỗi em chưa sửa được, em chưa có nhớ mấy chỗ lỗi ứng cái gì, mấy cái chữ số gì đó anh. rồi. Rồi ok, vậy cái này chịu khó xem lại cái video thôi nha. Chịu khó xem lại video. Nè bạn nhìn nè. Driver cạc màn hình nó lên đủ nè, nó có Nvidia Control này, thấy không? Rồi ok. Rồi bây giờ mình bắt đầu nha. Thì coi như là cái Windows á, là đã cài ok rồi ha. Cái Windows cài ok rồi. Driver cũng ok luôn rồi. Thì sau khi mà cài xong á, mình sẽ làm một số cái tinh chỉnh nhẹ nhàng để cho nó chạy mượt mà hơn. Thì bạn đầu tiên á, bạn sẽ vào cho mình cái đây này, bấm chuột phải đây. Bạn chọn cho mình cái Cái này nhớ quay video lại cho em coi nha, em không nhớ Control là này. cái này nhiều quá. Rồi ok. À, nếu không có thì bạn cứ gõ chỗ này này, bạn gõ cho mình chữ Control Panel À, nha, Control Control Panel. Panel, anh nhớ cái này cho em biết, Đấy. Control Panel. À, rồi mở ra. Rồi mở ra. Control Panel, rồi. Mình chỉnh một số cái trong này để cho nó dễ sử dụng mà. Rồi bấm đây này. Bấm này đi cho dễ này, bấm đây, chọn cái lát icon này. Chọn gì anh, chọn gì anh, chọn gì? Rồi mở lớn này. Đây này, lát Rồi, icon này. chọn hình ổ khóa, last icon. Rồi. Rồi cái này bạn tắt cái firewall này đi, tắt cái Cái firewall đó này tường cho lửa mình đúng không vô anh? đây, Tắt tường tắt lửa đi. đúng không anh? Tắt tường lửa. Đúng rồi, tắt nó đi. Rồi ok, Rồi bỏ off off hết hết. đi nha. Nó ra màu đỏ. Rồi ok luôn. Mời. Rồi quay trở lại. Rồi. Quay trở lại cái control panel. Rồi cái User user account control. control. Mở đây đây. Chọn cái dòng Rồi cuối cùng này ha. Chọn dòng cuối cùng này. Rồi, tắt nó luôn. Rồi. Kéo hết Rồi. cái này xuống.
Rồi, ok. Rồi, chọn Dạ liền yeah, luôn rồi. nha. Bây giờ bạn có muốn để lại cái mật khẩu không hay là bỏ đi luôn? Theo mình thì nên bỏ đi, đừng Thôi để lại bỏ những anh, cái mật bỏ khẩu bỏ ra. bỏ em ơi, lớp đó Bỏ đi ha. Rồi bây giờ bỏ cái mật khẩu á thì bạn vô cái chỗ này. vô vô hàng hàng nhất tầng dưới. Change your account. Rồi chọn này này. Từ từ. Rồi không phải đâu. Bỏ bỏ đây là bỏ mật khẩu á, cái Win 10 bỏ mật khẩu bạn vô đây này. Bấm chỗ này này. Hoặc là vào setting cũng được cho dễ đi, setting này. Dạ. Cái setting bạn biết vô rồi đúng không? Biết rồi, em biết rồi, cái này em biết rồi. Dạ. Setting này. Rồi, vào setting đi. Rồi quay trở lại cái trang chủ của setting này. Rồi, em trở lại. Đâu rồi, đâu mất tiêu rồi. Rồi quay trở lại trang chủ của setting này ha. Dạ. Bấm vào Bấm cho nó quay trở lại đi. đấy, nó là cái tin đấy. Rồi, cho nó quay trở lại trang chủ rồi. Bấm vào cái Bạn vô cái phần account này. à cao đúng rồi à cao rồi đó rồi Rồi thì thằng này á nó sẽ không cho bạn chỉnh bởi vì nó đang chưa có active cái window lên. làm sao anh nói làm sao Nó chưa có ý nghĩa active là cái chưa window update lên. hết anh Nó chưa có active cái window lên. Chưa active cái window, active cái window có nghĩa là rắc cái window á. là nó tự động rớt cho mình chưa xong Không, không có tự động rắc, cái rắc này là mình phải rắc. ủa cái này mình phải làm cái này nữa anh. Có nghĩa là cái này á đúng, nếu như mà bạn có tiền bạn mua cái key bản quyền á thì bạn không cần phải rắc, bạn chỉ cần nhập vô thôi. À Còn nếu mà bạn không có tiền mua key bản quyền á thì bạn phải rắc win, hiểu không? ui rất là khó không anh Bạn phải rắc cái win. Cái này mình có cái video rồi đó, bạn chịu khó bạn coi lại cái video của mình thôi, mình có video rồi. à là crack Windows 10 Mình có cái video rồi. cái đôi này nhưng chưa coi phải nha Bạn đây này, bạn coi cái video này này. Đây mình vào cho bạn coi. Crack Windows 10 Đây sao nó chậm như thế này. Rồi bạn vào trang YouTube của mình ha. à cho mạng lắc ghê nhờ Thôi kệ nó đi, gần xong rồi. Cài được cái Windows là coi như là xong rồi còn đâu nữa. Rồi, vào dạ video này. Thì ở trong đây nó có cái video này, bạn kéo nó, bạn chọn video này này. con Đây con là cái video này của mình này. Cái này là mình có để cái link chia download. sẻ cho em Đây vì nè. vì lúc bộ công cụ lại cho anh à chia Đây sẻ nè. bạn xem vlog hả bộ công cụ hả Cái này mình có để cái link download ở dưới cái video rồi á, bạn download cái bộ đĩa này của mình về. à Bạn xem và bạn làm theo nha. là cho Đó, các cái là Windows anh bạn sẽ làm được. Rồi, tạm là thời. đâu 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 cái Đúng rồi. link của anh về Rồi là mình tạm rắc thời bỏ Windows qua luôn cái đó đi. Đúng rồi đây à này, ở trong đây mình có này, mở ra coi thôi. Mình để cái link trong đây rồi mà cứ bấm vào link phía coi dưới hoài vậy thôi. rất vui gặp lại các bạn trở lại với kênh vlog của mình Love link phía dưới đúng không anh Đây nha. Đây, cái đó tạo về được cái mình link mở phía ra mình dưới. cài dễ không anh Này bấm vào cái phần dễ mà bạn cứ làm theo à video của mình rồi thôi, rồi cái rồi link tím làm download này. được yeah. Download này về thôi. Rồi. Ok. Rồi xong một cái nha. Cái đó đâu lối cái đó về xong rồi cài nén thôi là cài thôi hả Rồi từ từ tiếp. Đúng rồi, cứ làm theo y chang cái video hình trong như đó, này chưa mình chưa có có hướng phần dẫn mềm giải nén nha. đúng không anh Chưa có thì cài vào thôi.
cái phần mềm nhảy nén dễ mà trên cái đó là Google mình đầy. Gõ sao anh, cái đó là nhiều phần mềm, cái đó là RAR hay sao anh, cái phần mềm nhảy nén á, WinRAR. WinRAR đúng rồi, đây nè, gõ đây nè, WinRAR đây, WinRAR 64 bit. Ừ đấy, dạ đây đây đây, đây đúng không anh, cái đầu tiên đúng không, đây nè, đây nè, cái là cái 5.4. Cái đầu tiên cái này mình download từ từ trang chủ về luôn nè. Endless. Nè, download từ trang chủ luôn nè. À, nó bắt mua hả? Cái này nó bắt mua rồi thấy không? À. Nó bắt mua nè. Bắt mua nhưng mà mình xài 30 ngày thôi. À. Đó. Chứ không có bảo là sao vĩnh viễn hả anh? Xài vĩnh viễn thì phải mua bản quyền. Ôi cái này phải ngồi rất khó nha, rất lâu ạ. Xài vĩnh phải mua bản quyền hoặc là rắc. Mình đang bán một cái đĩa mà cài rất là nhiều những cái phần mềm thông dụng luôn. Nếu mà bạn mà có nhu cầu thì có. Mình gửi cái link anh gửi cho em luôn, hay là cái link mà anh rắc hết rồi đó, mấy cái phần mềm anh rắc hết rồi đó. Anh gửi cho em đúng rồi. Ừ. Nhưng mà cái này cái này chắc 1-2 bữa nữa nha. 1-2 bữa nữa mình ok, để em khỏi phải tìm, em khỏi phải rắc cho mất công, em chẳng biết cái rắc này. Cho nên em rắc sẵn rồi, em cài luôn. Ừ. Xài cho nó vĩnh viễn luôn chứ đời 30 ngày hết chết. Tại em hay download lắm. Hầu như là cái này em download suốt luôn, ngày nào cũng download á. Đó là giải nén, đó là hai cái đó là nhiều khi đâu có file nén và là mình giải nén ra nữa. Chứ mà nó cho bao nhiêu ngày sau làm. Cái phần mềm mà download á, bạn chịu khó nha, tại vì thằng này á nó ghê lắm. Có nghĩa là công ty của nó khôn lắm, nó biết là dân mình là hay rắc của nó, hiểu không? Cho nên là ví dụ nó ra được khoảng cỡ 1 tuần hay 2 tuần gì á là nó ra bản mới. Nó ra bản mới để nó giống như là nó là khóa băng cũ đúng không anh? Khóa lại á. Hiểu không? Đó, nó khóa bản cũ lại thì ví dụ bạn đang xài bản cũ mà bạn chứ mình xài bản miễn phí 30 ngày thôi. Bạn sẽ không có xài được nữa. Ừ đúng rồi. Nó khôn lắm. Cái thằng phần mềm của em thấy đau bình thường mà em thấy cũng có nhiều tiệm nó cài cho em thấy đau hoài mà đâu sao đâu. Thì nó rắc đó, nó rắc thường xuyên luôn á. Có nghĩa là nó cứ ra bản mới thì nó lại download bản mới. À nó cũng phải làm vậy ha. Rắc của bản mới nó rắc thôi. Đó nó phải làm như vậy chứ thôi ở đâu ra mà xài hoài được. Cái thằng đó là giờ là ghê gớm nhất á, là lúc nào nó cũng ra bản mới liên tục luôn á. Nếu mà bạn mà xài của nó đó, ví dụ như đây nè, bạn xài này của nó đó, bạn không tin á, bạn cứ khoảng cỡ tuần hay 2 tuần gì đó. Và chọn check for update. Và cái hack này đúng không anh, chọn update anh, chọn check update. Là tự động nó. Đúng rồi. Là tự động nó sẽ mình tải về những cái bản mình mới. Mình tải giúp mình cài hay anh, hay là sao, hay tự cài cho mình luôn. Mình tải xuống là tự cài cho mình luôn. Nhưng mà ý nói là ý mình đang nói đây là có nghĩa là 1 tuần hoặc là 2 tuần gì đó nó sẽ ra cái bản mới, hiểu không? Đó. Cho nên là nếu mà bạn mà có rắc á thì khi mà nó ra bản mới á mà bạn cài vào là bạn này khó nhai cho nó tiếp. Rồi. Cái thằng này bây giờ là một trong những cái thằng mà quỷ quyệt nhất luôn á. IDM này. Rồi ok, chờ mình một chút xíu nha. Ba cái file Corel em đâu có cho đâu. Coi thử coi nè. Bắt đầu nó nói nó kia bình thường thế thôi. Ba Corel chỉ có Corel đẹp lắm, rồi, cho okay, được. Rồi ok, cái này chắc là download xong rồi nè. Cái này chắc là download xong rồi, nó download xong thì mình... vô mình cài thôi, cài cái Unikey vô ha. Đây nó download. Mình download trong download bất cứ đâu cái gì về mình vô download mở lên ha, nó nằm cho đó anh.
Đúng rồi, nó nằm ở trong cái khu vực chỗ này này, nhưng mà sao nó chưa download xong. Đây này, yeah. Mở lại download lại đi. Download Unikey này đúng không? Download Unikey này thì mình bây giờ mình vào cái phần là download Unikey này. Bản 16 tôi biết chọn rồi. Download cái bản này ha. Download nó xuống. Ủa anh đau hai cái luôn hả? Ờ, download nó xuống. Thì nãy là nãy đau là bị lỗi không, đó. Cái này bị lỗi là thấy không? Nó ghi là network error này. Đúng rồi, là nó chưa download xong, nó đang download, nó bị lỗi, nó đang network error này. Lúc nãy nó bị mất kết nối đó. Đó, giờ mình download lại cái này đi. Những cái phần mềm mà mình download về mình muốn vô mà mình coi nằm đâu để mình cài là mình vô đâu anh? Đây này, bạn cứ mở đại một cái cửa sổ Explorer nào đó lên, không? À. Xong bắt đầu bạn chọn cái phần là download nằm đây nè, download nè. Mặc định là chỗ đó phải không? Đúng không? Mặc định đã nằm ở đây nha, mặc định là nằm ở đây. Đúng rồi, mặc định nó nằm đây. À, đúng rồi, thấy rồi đó, nhưng mà bấm cái bên cài. Unikey này thấy không? Đó. Yeah. Bấm vô cài. Xong rồi, xong rồi siêu cài rồi. Xong. Khi mà xong xuôi hết rồi là mình đa mấy cái này về mình cất vô một số mục nào đi vô anh để mình sau mình cài đúng không? Đúng rồi, giấu đi chỗ nào đó an toàn lần sau lấy ra xài. Đó, này mấy cái này thì cứ cài bình thường, mấy cái này là nó phần mềm bình thường thì chỉ là next next xong rồi finish thôi chứ không có gì hết á. Phần mềm thì mình cho lúc nào cũng được hết á, nhưng mà quan trọng là cái hướng dẫn. Cái đó mới khó chứ còn cho mà lấy không biết cài làm gì. Chứ còn mấy cái phần mềm này thì mình cho lúc nào cũng được hết á, tại vì phần mềm thực chất cũng đâu phải phần mềm của mình viết ra đâu, cho nên mình cho lúc nào cũng được hết á. Cái quan trọng là cài kìa. Cho xong lúc cài không được cũng chửi nữa, không cho cũng chửi, cho không cài được cũng chửi. Cái đường này cũng chửi được hết á. Em làm em biết. Ừ đó. Nhiều khi mà mở vậy cái em mất lên Facebook có nhiều người vô sinh. Xin mà cho người này không cho người kia cũng không được, cũng mới chửi. Lâm á. À. Cái cô đây cho OD okay, à. Cài Corel đi, Corel để đâu vậy? À quên từ nãy giờ chưa từ lúc cài Windows giờ chưa cho bạn. Còn Nguyên này đúng rồi đó. Đây, cái ổ D của bạn. Đây này em có Corel. Đó, còn Nguyên này ha. À đó. Rồi là có là còn hên đúng anh hên. Mình không mất mát gì hết ha. À, đó rồi cái này á khi mà bạn cài xong á bạn nên đặt tên cho nó để lúc em nhớ rồi để sao mình khỏi lộn mất dữ liệu đúng không có được cái tên à đúng rồi đó đặt tên đi ví dụ như đặt tên là Windows 10 nha Windows 10 x64 đi rồi đó này continue đi đó thì lần sau ví dụ như bạn vô bạn cài Windows ok em biết rồi cái ổ nào tên là Windows 10 x64 đó bạn cài thôi. Anh coi đúng không? Rồi, okay, giờ cài Corel nha. Corel. Ê, hình như không phải anh ơi, không phải. Cái này là file. Không cái này. Vậy là không có rồi đây, em có X5 thôi mà X5 cài không được, cài X7 mới được. Rồi, X5 nè. Cái này cài là lát nó bạn phải ngắt mạng. Tới cho nó ngắt anh. Cài được nha. À, là ngắt hả? Đến lúc mà rắc anh chị em cài cái này với là phải ngắt okay. Mạng cài được rồi bây giờ cái này nha rồi cái này thấy cài bình thường à cứ bấm cài bình thường thôi bấm gì đó đến lúc mà rắc á nó mới là quan trọng đúng ok rồi. Bấm một cái đĩa này đúng không anh rồi ok bây giờ cài Corel X5 nha rồi, cho nó chạy đúng rồi bấm một cái đĩa đó tiệm cài với thằng bạn nó cài cho em. Ủa, thôi mấy lần trước là ai cài cho bạn mấy lần trước ai cài cho bạn mà nó thằng bạn nó làm tiệm máy tính luôn mà nó cài cũng không có ngon nó lỗi hoài rồi mà nhờ nó ngại lắm nhờ nó phụ thuộc người ta rồi nó đi làm lính mà à rồi sau hôm nay cũng chưa chắc đâu anh là... từ từ bye bye mày luôn tại nhiều khi nhờ nó cài nó khó là nó làm lính không đi được cũng mệt lắm cũng mà trời nó xì công việc em nó lại tồn chết em công việc của người ta đúng không
Rồi, ok. Rồi, Rồi cái chết chỗ rồi này mình vẫn là rồi, bình thường này, chết ha. accept thôi, accept là đồng ý ha. Cái Rồi, này. next. Rồi, cái bước này á thì mặc kệ nó đi, đừng làm gì hết. Cái Dạ. này bạn thích đặt tên thì đặt tên bạn vô, còn không thì thôi. Mặc kệ nó luôn. Rồi bấm next luôn. Rồi cái này Chọn thì mình tự chọn động cho không? Anh. Typical đi để cho nó tự động. Cái đó là chọn ở trên dưới. Nhưng mà chọn ở trên là tự động đúng không Tự anh? động. Cái dưới cũng được Không, hả? Cái dưới thủ dạ, cái công này hả? nó cái dưới thủ công, cái dưới là À. mình muốn cài cái nào và không muốn cài cái nào. Thì nói chung á, cái Dạ. đó là khi nào bạn thật là rành cái Corel á, bạn làm thật là rành Cái gì cái anh? Corel luôn. Cái Đúng rồi, Corel này vậy chứ nó em nhiều mới cái đánh lằng cài nhằng khó lắm lắm. nha. Rồi. Mình dám cá luôn á, là khi mà các bạn xài Corel á, đa số là các bạn chỉ làm để phục vụ cho cái công việc của các bạn thôi, chứ các bạn chưa chắc đã Cầu rành được hết cái Corel đâu. làm sao Dám là cá nổi luôn. anh, nó nhiều lắm, ở trong nó nhiều lắm. Nhưng mà Thì đó, cái bởi Google vậy cho nên mình mới nói là như vậy đó. Cho nên cài là cái typical thôi, chứ đừng có cài cái advanced ở đúng rồi dưới. đúng rồi, Cài cái advanced chứ ở cái dưới đó á, nó thủ khi nào công bạn mà thật khó rành cái lắm. Corel thì bạn mới cài cái ở dưới. Đúng rồi. Nhưng mà cái này vẽ không hay đâu, cái này mà cái bộ mà xây dựng anh là nó xài bằng AI hoặc là bên cái chip Pro á, bên đó vẽ 3D mà. À, đúng rồi, đúng rồi. Xây dựng thì Mà nó có thể nó là nó xài xài làm AutoCAD vừa cũng phần mềm được. gì đó, Nó xài AutoCAD cũng nó được. dựng cái nhà anh nhìn thấy nó 4 chiều luôn, nó đẹp lắm, nó vẽ đồ đạc để trong đó để thấy hết luôn, nó đẹp lắm kìa, nó là 3D mà. Corel này thực chất ra là do là ngày xưa mấy cái máy mà cắt đề can á. Bạn biết mấy cái máy máy mà cắt đề can không? Cắt đề Có can mà nè dán tem xe á. nè đó, có À, bạn vậy bạn có là cái đó quảng luôn cáo hả? mà phải có chứ. Đó thì đó thì chủ yếu là Corel là để nó xài cái máy đó thôi. Chứ thực chất ra bây giờ mà mấy thằng mà chuyên nghiệp nó xài là nó xài Nhưng AI là mà nhiều. thiết kế Tại vì quảng cáo mà chỉ là có trên Corel nó kết AI nối đó với là máy đó thôi. chứ AI em còn không biết lần nữa, em xài Chỉ Corel không Corel à. nó mới kết nối với máy đó thôi. Thì đó, AI là bây giờ đa số người ta xài AI là nhiều. Còn thằng thằng Corel là chẳng qua tại vì nó kết nối được Đúng với rồi cái đúng máy cắt rồi, đề như can thì người ta xài em tận Corel dụng anh làm thôi. quảng cáo luôn, chứ đúng ra là nó với lại thằng AI á thì mà thì cái hai nói chung là kết hợp nhiều phần mềm lắm, nó ra cho cái file đẹp được, với Photoshop nữa. Thằng AI thì Yeah, bạn nó có cũng thể giống nhau đó, bạn hai thằng giống chuyển giống nhau giao á, lại đó bên đó, Photoshop hai nó được. giống nhau. Thằng AI thì nó vẽ Đúng rồi, chứ vector, nó còn đâu có thằng vector đâu Photoshop thì nó chỉ mà vẽ mình cần bitmap vector thôi. mà. Nói chung là làm quảng Đúng cáo chỉ rồi. làm Thì một là ketchup, với lại hai là Corel, với ba là Photoshop, biết ba phần mềm rành đó là làm ngon nhất, là nó hỗ trợ nhau hết á. à. Thằng kia thì nó chuyên về cắt ảnh thôi, thằng Photoshop cắt ảnh là đẹp nhất, nó nét, nó chuyên về ảnh mà. Mà cắt ảnh đua Corel, khi mà mình làm một cái Đúng file bản rồi. cái bảng hiệu chẳng hạn như bảng hiệu cà phê đi, mình đánh chữ vô hết rồi, còn mấy cái hình ảnh đó mình đưa vô Photoshop mình cắt cắt xong mà mình lại đau mình lại lưu lại xong mình đưa vô vô Corel mình ghép vô cái file đó thì nó ra mấy hình mấy ly cà phê đồ, mấy hạt cà phê đồ rơi vương vãi chẳng hạn vậy đó. Nhưng mà mấy cái hình nó đưa vô Corel lại là Rồi file cắt được bitmap hết tình chứ không hình á. không được vector. Nếu mà đúng ra bạn mà thiết Ui kế lắm, kiểu mình đây em học đó, và học bạn hoài thiết mà kế không trên được, Photoshop luôn nó còn tiện hơn. nó rườm rà lắm. Nếu mà học mà có thời gian học thì chắc em sẽ chọn thằng cái chip hay hơn. Mà cái chip nó dễ lại, nó là dở một cái là cái file của nó không có in được, không làm được gì hết, nó chỉ có vẽ cái market rồi mà mặt dựng thôi. Đúng rồi, nếu nếu mà để mà làm một cái file mà mang đi in á
Để cho mấy in nó hiểu đọc được á, in ra tấm bạc á hoặc tấm đề can là chỉ có Corel và Photoshop và AI thôi. Đó. Còn mấy thằng kia vẽ. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Nó không phải in được, nó mới in ra được chứ, còn nếu mà làm không được sao làm. như mấy cái biển hai mặt bản hiệu in bạc á, in bạc đúng bây giờ nó phải kết nối được như mới in bạc được chứ. Nói chung là cứ là làm rành Corel với lại làm rành AI là Photoshop là ngon nhất, còn mấy cái phần mềm kia là chủ yếu là dùng để vẽ market cho khách họ xem thôi. Bây giờ như là mấy cái mặt dựng, mấy cái kiến trúc sư nó vẽ giống như cái nhà nè. Đó nó vẽ là bằng cách chụp bằng 3D Max, nó vẽ đẹp lắm, nó vẽ anh nhìn y như thực sự ngoài luôn á, không khác cái gì hết. Nó xoay vào trong cho mình coi, nó đi sâu vào trong cho mình coi cửa phòng nè, cánh cửa nè, rồi mở cửa vô trong đó có cái bàn ghế để này, nói chung là tủ. Mà nó đâu có gì đâu, cái đó vẽ được hết mà. Mình lên một con vẽ nó vẽ nửa ngày á. Có khi rồi khó là mấy nhà tầng nó vẽ chắc phải là một tuần mới xong. Mấy nhà một hai lầu á, đâu có đơn giản. Đạt nó chứ. Trời ơi, nó vẽ nhiều. Đồ đạc trong đó nhiều lắm, ba cái tủ nó vẽ y hệt một cái nhà đang ở vậy đó. Khó lắm, cái đó là chuyên sâu luôn, nó dạng thứ dữ. Ừ đúng rồi. Tụi em tụi em nói chứ mà tụi em vẽ cái phần thô ở ngoài thôi chứ mà không đi sâu nội thất được. Như ví dụ chẳng hạn như là vẽ một cái cổng cào đi đó, cái cổng cào đó em giật khối 3D lên em vẽ cái cổng ngang qua rồi trụ tròn hay là trụ vuông hay gì đó, rồi đèn gắn lên nó như thế nào, chữ ốp nó như thế nào, rồi em chỉ vẽ ra cái như vậy thôi, chứ còn mà vẽ hoàn chỉnh một cái nhà mà đồ đạc ở trong nó chưa vẽ được, cái đó nó phải chuyên sâu, em phải đi học kìa, khó lắm, cái đó khó lắm. Bây giờ mà phần mềm nó mở lên nó nhiều lắm, quá trời chi tiết trong đó, công cụ nó nhiều lắm. Nói chung mà học vẽ là cái đó nhìn ghiền lắm, đẹp. Em nói cái đó mà em chưa học được á, nhìn họ vẽ đẹp lắm. Nhiều cái bản vẽ em đi xin đó chứ, em đâu có đâu. Em xin một hai cái về đó. Em xin một hai cái, ví dụ như là thi công một cái mặt dựng cho cái shop thời trang đi. Đó, em xin cái file đó về, hoặc là xin cái file khác về, cái file nào về cũng được đó, cái em cất đó, cái có cái tiệm cà phê hay là cái tiệm điện thoại động hay là cái gì đó chẳng hạn vậy, cái em lại lấy cái file đó ra em trùm lên, em đưa cho Corel thôi, em trùm lên đưa cho Corel thì nó mất 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 3D rồi, nó không còn 3D nữa, nhưng mà họ vẫn hình dung được, tại vì của người ta là người ta thiết kế nó là 3D rồi, cho nên nhìn nó vẫn đẹp. Đúng rồi, mình cho chút là xíu thôi, vẫn hiểu. Mình edit lại chút xíu thôi đúng không? Ủa xong. Ủa đơn giản hơn, cài xong rồi hả? Rồi ok, này là cài xong rồi nè. Đó, rồi anh finish thôi. Xin chào các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi video chia sẻ của mình. Nếu như các bạn thấy video này của mình hữu ích, các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé. Cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nhé. Dưới đây là những video hữu ích khác dành cho bạn. Các bạn nhấn vào các hình vuông phía dưới để xem video nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn thành công.